Chào mừng các bạn sinh viên đến với chương trình đào tạo trực tuyến hướng dẫn sử dụng thư viện của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thư viện chính là trái tim của trường đại học, nơi tri thức được trao quyền, những ước mơ được ươm mầm và tiềm năng của mỗi cá nhân được khai phá. Hôm nay, các bạn sẽ bước vào một hành trình mới, không chỉ để học cách sử dụng thư viện mà còn để khám phá những cơ hội, nguồn lực mà thư viện có thể mang lại, góp phần giúp các bạn thành công trên con đường học tập và nghiên cứu tại GDTU. Đây cũng là khóa học bắt buộc cho tất cả tân sinh viên trước khi chính thức trở thành thành viên của ngôi nhà tri thức này. Các bạn sẽ không chỉ được hướng dẫn về cách khai thác thư viện một cách hiệu quả mà còn hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ quyền tác giả, một trong những nền tảng cơ bản của học thuật và nghiên cứu. Theo đó, sau khi hoàn thành phần nội dung trên video này, các bạn sẽ ký trực tuyến cam kết về việc tuân thủ bản quyền tác giả và khai thác thư viện hiệu quả. Điều này không chỉ là một yêu cầu cần thiết mà còn là một bước đi cần thiết để bạn có thể trở thành một thành viên tích cực của cộng đồng người sử dụng thư viện GDTU. Hiểu về tầm quan trọng của quyền tác giả và các quyền liên quan, đồng thời phát huy tối đa giá trị mà thư viện mang lại. Cuối cùng, các bạn cần thực hiện bài kiểm tra trực tuyến. Đây là lúc các bạn tự đánh giá và khẳng định khả năng của mình trong việc nắm vững những kiến thức cần thiết để sử dụng thư viện. Khi đạt được số điểm theo quy định, các bạn sẽ được cấp quyền sử dụng thư viện một cách đầy đủ. Chương trình đào tạo sẽ được chia thành nhiều chủ đề khác nhau, từ việc giới thiệu về không gian thư viện, về các nguồn tài nguyên, dịch vụ thư viện, đến chính sách và các quy định. Các bạn cũng sẽ được hướng dẫn cụ thể về cách tìm kiếm tài liệu, sử dụng tài nguyên học thuật và cách tận dụng những công cụ hỗ trợ nghiên cứu mà thư viện cung cấp. Hãy hình dung về một không gian học tập hiện đại, tiện nghi và đầy cảm hứng. Thư viện của chúng ta không chỉ đơn thuần là nơi lưu giữ sách vở, tài nguyên mà còn là một môi trường sáng tạo, nơi các bạn có thể khám phá, học hỏi và phát triển bản thân. Với các khu vực học tập, phòng nghiên cứu, khu vực thảo luận nhóm đa dạng, thư viện sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu học tập của bạn. Hãy cùng xem video giới thiệu tổng quan về thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng các bạn nhé! Thư viện truyền cảm hứng Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập vào năm 1997 và tòa nhà thư viện được chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 7 năm 2017, tọa lạc tại trụ sở chính của trường tại số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thư viện có diện tích lên đến 9.000 m2. Với thiết kế hiện đại, thư viện được xây dựng theo mô hình không gian học tập chung, bao gồm 7 tầng lầu, mỗi tầng mang một sắc màu và ý nghĩa riêng biệt, lấy cảm hứng từ các giá trị cốt lõi được thể hiện qua từng ký tự trong tên gọi Inspire. Tầng trệt nhẫn nại, tầng 1 nỗ lực, tầng 2 minh mẫn, tầng 3 tiến bộ, tầng 4 sáng kiến, tầng 5 trách nhiệm và tầng 6 ưu tú. Thư viện truyền cảm hứng không chỉ là ngôi nhà của tri thức mà còn là một không gian học thuật độc đáo, nơi kết nối tri thức và giao lưu học thuật. Các không gian học tập được thiết kế đa dạng, từ khu vực tự học qua đêm 24/7, phòng thuyết trình, phòng nghiên cứu cá nhân, phòng học nhóm, phòng xem phim, đến phòng hội thảo trực tuyến và không gian truyền thông sáng tạo. Tất cả đều được trang bị đầy đủ tiện nghi và công nghệ hiện đại, có thể phục vụ đồng thời lên đến 3.000 người sử dụng. Thư viện còn có những khu đặc biệt như phòng truyền thống, khu vực trưng bày sản phẩm khoa học của trường, studio, kho vật liệu mẫu. Ngoài ra, thư viện chú trọng xây dựng một môi trường học tập và nghiên cứu thân thiện, cởi mở, nơi mà mọi thành viên trong cộng đồng Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thể lựa chọn không gian phù hợp nhất cho việc trao đổi, thảo luận và chia sẻ ý tưởng, thúc đẩy tinh thần hợp tác và sáng tạo. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của thư viện chính là thiết kế độc đáo, được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên và sinh viên của GDTU, tạo nên một không gian học tập đầy sáng tạo và độc đáo. Với việc áp dụng công nghệ RFID tiên tiến, thư viện sở hữu các hệ thống tự động hóa như hệ thống phân loại tài liệu sau khi người đọc trả sách, máy làm sạch, diệt khuẩn cho tài liệu, hệ thống máy mượn trả sách tự động, cổng an ninh tài liệu, hệ thống kiểm soát ra vào, máy in đa chức năng, giúp việc quản lý và vận hành trở nên dễ dàng, hiệu quả và chuyên nghiệp. Những công nghệ này không chỉ tăng cường hiệu quả quản lý mà còn nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng.
Nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện vô cùng phong phú, bao gồm hàng trăm triệu tài nguyên điện tử về học thuật và nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Với những bài báo nghiên cứu từ các tạp chí khoa học, sách điện tử và nhiều tài liệu khoa học khác được tập hợp từ các nhà xuất bản và trường đại học danh tiếng. Tất cả đều được khai thác thông qua lớp ứng dụng cổng tích hợp kiến thức và tra cứu mục lục chung thống nhất. Ngoài ra, GDTU Inspire Library còn có các dịch vụ mô phỏng theo mô hình thư viện đại học top 100 thế giới. Nhờ đó, sinh viên, giảng viên và các nghiên cứu viên có thể dễ dàng tiếp cận và khai thác triệt để các nguồn tài nguyên và dịch vụ hiện có tại thư viện cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Thư viện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng học thuật toàn cầu và mở rộng hợp tác quốc tế. Với tầm nhìn trở thành một trong những thư viện đại học tiên tiến nhất tại Việt Nam, Thư viện Truyền Cảm Hứng đã thiết lập mối quan hệ đối tác với các thư viện, nhà xuất bản uy tín, các cơ quan ngoại giao và các tổ chức giáo dục lớn trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, thư viện cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo và sự kiện học thuật nổi bật, thu hút các học giả và chuyên gia hàng đầu, tạo điều kiện thúc đẩy sự trao đổi, chia sẻ ý tưởng, tạo ra tri thức mới. Với sứ mệnh truyền cảm hứng, thúc đẩy nghiên cứu, học tập và khai phá tiềm năng của mỗi cá nhân, Thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường học thuật xuất sắc, nơi mọi cá nhân có thể phát triển toàn diện, trở thành những công dân có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, sẵn sàng đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội. Thư viện Truyền Cảm Hứng, trái tim của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nơi khơi nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng trí tuệ, góp phần tạo dựng một cộng đồng học thuật năng động, sáng tạo và bền vững. Thư viện GDTU mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến Chủ nhật với thời gian mở cửa cụ thể như sau. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, thư viện mở cửa từ 7:30 sáng đến 8:00 tối. Thứ Bảy và Chủ nhật, thư viện mở cửa từ 7:30 sáng đến 5:00 chiều. Đặc biệt, sau 8:00 tối, nếu muốn tiếp tục học tập tại thư viện, các bạn có thể đăng ký sử dụng khu vực học qua đêm Moonlight Area. Để sử dụng khu vực này, vui lòng đăng ký trước 7:30 tối từ thứ Hai đến thứ Sáu. Để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng thư viện, các bạn có thể liên hệ với thư viện qua nhiều kênh khác nhau, từ điện thoại, email đến trò chuyện trực tiếp trên website hay fanpage của thư viện. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi bước đi trên con đường học tập và nghiên cứu của các bạn tại Thư viện Truyền Cảm Hứng. Hãy cùng bắt đầu hành trình này để khám phá những điều tuyệt vời mà Thư viện Truyền Cảm Hứng sẽ mang lại. Hãy để Thư viện trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn trên con đường chinh phục tri thức và khẳng định bản thân.